nó cũng năm năm đoạn. Đây cái bài dịch kinh tức thứ ba này nó ứng vậy, thấy không? Quay camera để lắp về cái thực hành, ta tập là một cái clip nó ngắn. Cũng bước ra vậy, nó dịch kinh là của Phật giáo rồi, nó chào vậy xong nó để xuống. Thức thứ ba nè là ở dưới nè, cái này là hình thức thôi, có gì này đưa lên. Cái này tập giỏi còn mới đầu là phải dày nè, rồi đứng sát tường như này, mày đứng làm sao chỉ cái ngón này nó chạm đất, hai ngón cái nè đó là nó chạy liền nè, thấy hai cái ngón nào không được, ba ngón chỉ có hai ngón cái, mà cái ngón trỏ này chịu nặng nhất, dí ngón trỏ xuống vươn ra, đợi đứng hồi là nó chạy được cái kinh đó rồi đó. Vươn là giống cái này là chính là con mèo nó trườn ở dưới mặt đất để làm cho bao tử nó tiêu hóa, thì con mèo thấy hay vậy đó, lại nó không tiêu hóa được, nó hay làm con cọp cũng vậy. Thì cái người mà cái khí chưa vững đàm thì đứng giờ nó rung, còn nó có khí thì đứng không có rung, thì mới mới đầu rung phải đứng vậy cho nó quen, đó là mới tập. Thì cái người tập quen thì đây nè, bắt đầu coi nè. Loại một nè, có cái chân đó là lên cái bàn chân rồi nè, ống quyển nè, đùi nè, lên tới bụng nè, thấy không? Rồi vươn lên nữa là nó căng ngay cái khúc giữa này, ngay cái khúc giữa này, khúc nửa này nó có cái huyệt gọi là huyệt trung quản. Huyệt trung quản nó là cái huyệt thu khí vô kinh của vị, tức là thu khí vô ngay bao tử, là nó nằm ngay ở giữa cái ức với cái rúng, mà chỗ giữa nó cứng lên là bao tử khỏe. Rồi thấy cây gõ nó tưng ra là cứng, là nó lớn vậy. Để chi đây là một một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi, năm hơi, cắn năm hơi rồi gồng năm năm cái, một hai ba bốn năm, phình lên rồi mới xả, thả từ đầu xuống ngực bụng đó, xuống xuống tới xuống dưới bằng chân là hết, là 15 hơi. Như vậy tao làm lại nha, tao giải thích rồi đó, là luôn luôn mới đầu tại mình dở 15 hơi, dần dần mình một hơi nó đi luôn xuống. Thì nó lần thứ nhất là một hơi đây, hai hơi đây, ba hơi đây, bốn hơi này, năm hơi đây, rồi một phát năm luôn phình lên, rồi xả xả đây, xả đây, xả đây, xả đây, xả đây, thì nó từ nó lên tới cái đầu duy nè, nè lên cái này nè, là hai cái bàn tay phình luôn, mày cắn vô hai mày 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 thương mày rồi cắn lên nó phình ra, nó phình ra là khiến lên cho đó đó, cắn được không, nó phình lên hay lắm, nó cứng đó đó, thì thằng nó không có biết, thấy cứ ngó ngu quơ thì không hiểu gì hết. Nên bắt đầu tôi tập thì cảm nhận phải từ từ nè, nè một hai ba bốn năm. Và ví dụ đứng yên vậy cho nó căng hết năm cái, lúc lên tới đây lên tới trên căng là phải cắn răng thiệt mạnh vô, nhón chân thiệt cao cắn răng đi mà, rồi nó căng hết năm cái, xả một, xả mặt tan, xả ngực, xả bụng, xả đùi, xả ống quyển, xả chân đó, hay đâu. Coi đơn giản mà nó ghê lắm á. Nó các bạn đâu là thức thứ ba.